ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើទៀអាំងអំបិលម្ទេសឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចា៎វិធីធ្វើគឺងាយៗប៉ុន្តែរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ជាប់មាត់មែនទែនចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរសូមតែមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំដាក់បុកអំបិលម្ទេសចា៎មានខ្ទឹមមានម្ទេសហើយខ្ទឹមនិងម្ទេសខ្ញុំប្រើច្រើនណាបងប្អូនចា៎បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អំបិល២ស្លាបព
Bên tâm mọc tiết mà sao sụp món trà glass sạp bia cà phê. Hai chiếc bột cường nâng ở mọt chỗ kia nó bông bốn. Nếu bên đại cường được bao giờ mọt lọ hai chân tục mùi lại sần. Trà chân tự chập đau mơ sạch tía. Chà ní nhóm ăn ní cứ miên phơi tía chùm nôn pí. Chà dân vô máu dân liên tất cả xa thay dân chốt chốt với tích tịnh chẳng á. Đâm bây ơi nó bây để dân bà lạ tớ cứ ở châu cương cái này là ồ. Thôi nó bây để bà lạ cái nhóm đã tất bình chồng. Bà hai chìa pi sập rịa bài bà thêm tiết. Bà tỏ máu ông bà tay để dân bọc ông bánh mình nắng dân vô máu bà lạ thằng ơ tay mà đồn. Hãy nó bây giờ bà lại hãy dân bà áp tục rồi dễ bê đập răm để tí tơ cả lá máu nó đầm bây ao sạch tê rồi bỏ dớn á cho chết cái này là ồ. Chà đập răm để tí cơ áo ít nhầm vô sạch tê rồi bỏ dớn mọt đã ăn. Hãy bóng ôn miền chạc răng chúng đã ăn chạc răng chúng của bà đấy. Bọn tay khi nhầm ọt miền chân nhầm đã ăn được nông ở oven. Hay cường đại nước sơn nó dựng đu đặt bị lỡ tịnh tịnh chẳng á bóng ổn chà nằm bay ao chân triệt chân ngồi cái tầm này chà ni sạch tiệt bọc nhom chà ăn rủi ro hai bóng ổn mơ po răng rồi lợp rồi lông tai mà đòn chà hay bà lạ tia bạp này cứ tha rồi chết chứng anh khăn mình tên. Chà nó bởi đã nhau mở nhằm tia ăn á cứ nhóm bà lạ tại bạp này tê. Chà hay rồi chết cứ tha chứng anh bóng bốn. Chà xạ là bóng thua tám ná. Thế nên ta chứng anh tài một đồn. Chà chẳng ô con chân bóng bốn đã ba nờ tạm đàn tự xin video rồi bọc nhóm. Sẵn cầm tạm bóng bốn đừng chơi chất hay có ô con bóng bốn rò ca. Control video rồi bọc nhóm từ cần lộ màu. Chà ô con chân chùm điệp lia.